châu nục cung nương vốn dòng lệnh tộc, sinh nghi trên non y ngàn tích truyền lưu, từ khi vạn cổ hữu lũng ngàn tiên ni chủ giáng sinh vốn xưa giá ngự thiên đình. Quảng thiên tao thủy khí điện linh tiêu, ngọc thủy kim sơn chín hòa cao ngất nhơn nhơn. Quần tiên thắng hội triệu ba ngàn, chín vạn cung tiên tỏa trên vương mẫu chỉ truyền. Dân thôn bản trưng du khốn khó nếp văn minh, chưa có bao nhiêu rừng hoang ác thú xà điêu. Điều dân thôn kiếp cần bậc thánh tôn khai sáng, vậy ai người càng đáng sự thiên nam tào bắt đầu tâu lên. Để lục công chúa khuôn duyên vẹn tròn, đầu tâu lên để lục công chúa khuôn duyên vẹn tròn. Trước giáo hóa dân thôn bản hạt, sau tu hành đắc nghi mãn phương viên mẫu vương thuận ý ban truyền. Công chúa giáng miền Lạng Sơn
báo mộng triệu gia môn trần thị điềm xà tinh đích nghi thị anh thư non ngàn mây bạc nhớn nhơ mùng mười giáng hạ đúng vừa tháng năm. Tiên nhà khí lừng vang dậy đất
huệ hương nồng phảng phất mười phương phúc lành đưa tới trần đường. Sự sở cầu như ý, so ngọc vàng phú quý nào hơn, thọ lên ác lặn mấy cơn. Cần chăm sóc nét thương yêu gấm vóc lụa hoa, một phen náo động phòng hoa cũng y nương chẳng thấy gần y xa nơi nào. Một phen náo động phòng hoa cũng nương chẳng thấy gần xa nơi nào. Song những lòng ngao ruột rối, gọi giai nhân thẳng lối lên non.